Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình, và mình là Khánh. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi cái tựa game đó là Dead Effect. Rồi. Thì nay mình sẽ không nói nhiều mà mình chỉ chơi thôi. Bởi vì mấy cái ván gần đây nó rất là khó. Chân. Upgrade applied. Enjoy. Beep, beep, beep.
chơi dí bách cùng zombie. Upgrade applied. Enjoy.
ready for use. Upgrade applied. Enjoy. Ready station now active. Healing process completed. Và chúng ta vừa mới hoàn thành chapter tiếp theo của Dead Effect. Thì nếu thấy hay thì các bạn hãy like, share và subscribe để ủng hộ cho channel của mình.